Thưa quý vị, trong câu chuyện buổi sáng ngày hôm qua, chúng tôi đã đề cập đến những bất cập trong nghiên cứu khoa học tại Việt Nam, nhìn từ cái bắt tay thiếu chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục đề cập đến vấn đề này, nhưng ở một góc độ khác, đó chính là tính bất hợp lý của các chính sách đầu tư. Theo tính toán thì mỗi năm cả nhà nước chi 2% tương đương với khoảng 15.000 tỷ đồng trong tổng ngân sách nhà nước cho công tác nghiên cứu khoa học. Tỷ lệ này không hề thua kém các nước có nền khoa học phát triển trên thế giới. Tuy nhiên sau nhiều năm thì nền khoa học nước nhà dường như là vẫn chưa có được những bước tiến đáng kể so với khoa học của nhiều nước trên thế giới, mà thậm chí chúng ta vẫn còn phải trông chờ nhiều vào công nghệ của các quốc gia đấy. Trong khi đó có thậm chí là hàng trăm và hàng nghìn những đề tài nghiên cứu của nhiều trường đại học cho ra đời, những kết quả ứng dụng tốt trong đời sống thực tế lại không thể đi vào ứng dụng để phục vụ cho người dân. Thực tế này đã gây ra tình trạng lãng phí một cách rất đáng tiếc, và đó cũng chính là nội dung mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Sau 5 năm miệt mài nghiên cứu và tự bỏ tiền cho các thí nghiệm, đề tài khoa học về chế tạo khẩu trang nano TiO2 diệt khuẩn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nho, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành công. Những chiếc khẩu trang có khả năng kháng khuẩn mạnh, thậm chí được đánh giá là giải pháp hiệu quả để đối phó với dịch cúm gia cầm hay SARS. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng đề tài khoa học này dù nhận được tới 2 bằng sở hữu trí tuệ thì đến nay vẫn chỉ nằm trên giấy. Tôi cũng đã tìm kiếm tất cả những cơ hội để có thể đưa các sản phẩm này vào thực tiễn, từ tự mình sản xuất ở đây để với số lượng nhỏ để cho ai cần có thể là đến lấy. Cái thứ hai là liên hệ với các công ty mà người ta có nhiệt tình đối với cái chuyện này, và cái thứ ba là đã tiếp cận với các hệ thống quản lý để đưa sản phẩm này vào phục vụ thực tiễn. Nhưng mà cho đến bây giờ thì thực tế ta vẫn gặp phải những khó khăn mà tôi chưa nhận được bất cứ một cái sự hỗ trợ có tính chất là thiết thực nào cả. May mắn hơn, đề tài lúa hữu cơ của Trung tâm Nông nghiệp hữu cơ, Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội đã được đầu tư 500 triệu đồng. Nửa tỷ đồng, nghe qua tưởng là lớn, nhưng sẽ không thấm vào đâu khi chi trả cho hơn 30 thí nghiệm phân tích lớn nhỏ với khoảng 100 nhân lực tham gia nghiên cứu và sản xuất thử trên 3 hecta trong vòng 2 năm. Vì thế, nhận được bằng sở hữu trí tuệ đã là một sự khích lệ rất lớn đối với đề tài này. Còn việc đưa vào sản xuất thực tiễn hay không còn phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Đó là nghiên cứu khoa học thì nó phải chính xác, nó phải ổn định. Cho nên với cái số tiền 500 triệu đồng trong một đề tài nghiên cứu, nếu làm đúng theo cái nguyên tắc của nghiên cứu, tức là phải có nhắc đi, có nhắc lại để chúng ta có một cái kết quả ổn định, thì với cái số tiền như thế là rất nhỏ. Đấy, bởi vì chúng ta vì có số tiền nhỏ như thế thì cái kết quả nghiên cứu này mới chỉ là tạm thời. Và muốn có kết quả ổn định, xây dựng được một cái quy trình sản xuất lúa hữu cơ ổn định hơn để phổ biến cho người nông dân và người ta yên tâm người ta làm như thế, thì cần phải tiếp tục hoàn thiện cái quy trình hơn nữa. Trên đây chỉ là 2 trong số hàng ngàn đề tài nghiên cứu thành công, nhưng rồi bỏ đó. Dù là nhà khoa học tự bỏ tiền đầu tư nghiên cứu hay là nhà nước đầu tư đi chăng nữa, thì quan trọng nhất vẫn là việc nó đi vào cuộc sống đến đâu. Để có thể thành công, các nhà khoa học đã phải bỏ thời gian, tiền bạc và chất xám vào đó. Và việc các kết quả nghiên cứu được nghiệm thu nhưng lại không được ứng dụng vào thực tế đang khiến chúng ta lãng phí kép, tiền bạc và chất xám. Từ nghiên cứu đến ứng dụng nó còn qua rất nhiều các cái công đoạn mà cần. Thứ nhất là phải hoàn thiện cái nghiên cứu đó. Cái thứ hai là phải có cái thử nghiệm, rồi sản xuất thử, ươm tạo công nghệ, rồi bắt đầu mới đi vào cái tức là ứng dụng đại trà, ứng dụng ở trong xã hội. Thế cho nên là tất cả những cái công đoạn đó đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu và tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên thì tổng kinh phí đó còn hạn chế. Chính sự cứng nhắc về chính sách đầu tư tài chính theo kiểu bổ đầu đề tài mà không căn cứ vào thực tế yêu cầu nghiên cứu đã gây ra tâm lý ngại nghiên cứu khoa học. Bởi không phải ai cũng có khả năng tự bỏ tiền tự nghiên cứu hay huy động nguồn tài trợ. Thêm vào đó, sự thờ ơ của các nhà quản lý đối với các đề tài được nghiệm thu khiến các nhà khoa học càng mất đi nhiệt huyết nghiên cứu. Chúng ta phải coi trọng cái kết quả đầu ra, chứ không quản lý tài chính theo cái
hành chính hoặc là bao cấp như ngày xưa, và phải có cái đổi mới. Trong đó đổi mới cơ chế tài chính là trọng tâm. Đồng thời nó cũng là phải đổi mới cái cơ chế quản lý và cơ chế hoạt động. Đấy, tức là từ tổ chức, rồi quản lý, hoạt động, khoa học công nghệ. Theo các chuyên gia, để có thể thúc đẩy sự phát triển của nền khoa học Việt Nam, cần có sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Một trong số đó là đặt hàng khoa học. Với chính sách này, tình trạng các công trình nghiên cứu thiếu vốn đầu tư, vốn bất cập trong nhiều năm nay, sẽ từng bước được giải quyết. Nghiên cứu khi thành công sẽ có cơ hội được áp dụng và thương mại hóa trên thị trường. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự sáng tạo cũng như trách nhiệm của nhà khoa học với đề tài của mình hơn. Và quan trọng nhất là chấm dứt tình trạng lãng phí kép bấy lâu nay.